như kiểu bình thường á, cái móng ring này á nó sẽ méo qua một chút xíu ở bên tay phải mình, nói chung là tay trái của khách á nó sẽ méo qua bên tay phải, thì mình canh làm sao mình để vậy nè, mình canh làm sao cho cái xương ở trên cái phần khách đây nè, nó có một cái xương đây nè, cái xương này rất là thẳng ha, mình canh làm sao thẳng cái xương này, mình để cái móng thiếp đi từ từ xuống đây như thế này đó. Anh chị để ra, anh chị đặt vô là nó thẳng. Còn nếu mà anh chị chỉ canh hai cái phần bên khóe này á thì nhiều lúc nó sẽ bị méo, giống như kiểu mình đặt lên nó sẽ bị méo méo cái phần qua bên cái hướng bên phải của mình đó ha. Thì mình để thẳng nè, để thẳng ha, mình cầm giống như cái thiếp á, thì em lúc nào em cũng cầm như thế này, em sẽ để cho mình thấy cái phần đầu ha, để thẳng ra đó, là đây là rất là thẳng ha đó. Rồi em sẽ dán nha anh chị nha. Hùng ơi lo nấu nướng đi Hùng ơi. Vô ghẹo nữa. Đây em sẽ canh ha, em sẽ để vậy nè, em sẽ canh, em sẽ đặt xuống như thế này đó, cực chuẩn nha. Móng để vậy là cực chuẩn, chuẩn lắm nha anh chị nha. Nếu mà mình gắn thiếp theo cái dạng này á, nó rất là chuẩn ha. Đó như cái móng này nè, anh chị thấy nè, cái móng này nó rất là méo nè. Từ cái cuticle tới lại ở dưới cái phần móng nó cũng không có được thẳng, nó sẽ nghiêng qua bên này ha, nó sẽ nghiêng qua bên này đó. Thì em sẽ kiếm một cái móng nào nó vừa, mình đo nha, mình đo cái móng này thì nó vừa nè, móng này thì nó vừa. Ok, thì mình sẽ canh từ cái xương khớp này ở trên ha, mình đưa xuống như thế này, đây mình đưa xuống như thế này là mình sẽ hở ra bên đây một chút xíu, mình để ăn gian nha anh chị nha. Ơi không có ai còn nhớ mình rồi. Đây là mình để thẳng cái phần xương á, mình để thẳng xuống. Đây mình canh nè, mình để thẳng xuống như thế này. Canh như thế này thì cực chuẩn anh chị nha, chuẩn lắm nha. Để thẳng đó, như thế này thì cực chuẩn đó. Thì cái này là cái cách gắn thiếp của em. Nếu mà anh chị nào có cái cách nào mà hay hơn thì anh chị có thể chia sẻ ở dưới cái comment nha, thì mọi người cùng chia sẻ với nhau nha. Đó như thế này thì em sẽ cái móng này á, lúc nào nó cũng ép chung với lại cái ngón giữa hết á, thì mình sẽ để thẳng vậy nè, đây mình sẽ để thẳng vậy nè đó, mình đè xuống cái này anh chị thấy không, nó mất một cái khóe rồi, ở bên đây thì nó dày nè, bên đây thì nó mất một cái khóe ha. Mình sẽ gắn cái thiếp làm sao mà cho mình bù qua cái khóe bên này, lúc nào ở dưới cái đầu số cái đầu móng mà có cái số á, lúc nào em cũng để cho nó hở ra để em thấy nè anh chị không đó. Ví dụ như anh chị nhìn vậy nè, anh chị sẽ thấy nó rất là thẳng, nhưng mà tại bên đây á nó bị mất cái khóe thì mình phải đắp bù qua bên đây, tí nữa mình đắp bột mình bù qua nha. Hello anh Sơn, hàng của anh chắc vài bữa nữa mới gửi được, tại vì giữa em đang bị tạm giữ lại rồi. Đây thì mình cứ canh nha anh chị nha, mình cứ canh ở giữa nè, nhưng mà cái này thì vừa, ok cái này thì vừa nè, mình cứ canh ở giữa nè, mình đưa từ ở trên xuống ha, mình canh từ ở trên xuống, mình đưa vậy nè thì nó sẽ cực chuẩn, mình đo vậy nè, giống như kiểu mình đo từ ở trên xuống ha đó, anh chị có thể thấy ở trên livestream đó em nha đó, mình đè xuống thì mình gắn cái móng này nó không có bị méo, nó rất là chuẩn nha anh chị nha, nó rất là chuẩn luôn. Vậy đắp bột bù trước khi gắn móng được không sư phụ? Được nha, phá nữa đó, rất là chuẩn nha anh chị nha, gắn móng này thì rất là chuẩn. Nhận em học được không anh? Qua đây Hùng ơi, qua đây. Học 3 ngày thôi nha, 3 ngày thôi, học hơn tính phí thêm ạ, thêm được thùng 2 thùng bia nữa. em vô nó phá, hôm nay em đi làm Hùng ơi. Đây mình sẽ cầm cái tay thẳng khách như thế này nè, anh chị thấy ha, mình để vậy nè đó. Nếu mà mình để mình canh như thế này không á, cái mắt của mình á, mình nhìn nó sẽ bị xéo, nó bị xéo qua. Hai bà bảo khỏe không? Đây nè, mình sẽ canh từ ở trên nha, mình canh thẳng từ ở trên cái phần đầu thiếp này, mình cũng phải canh thẳng nè anh chị không, mình canh thẳng cho nó ngược với cái người mình á. Đây mình đè xuống như thế này đó, ép vô đây ha anh chị ha. Mình canh cái đường này nó rất là thẳng nha anh chị nha, tại vì ở cái móng tay của khách thì nó có một cái xương ở đây nè, nó có một cái xương thẳng nè đó, mình rờ ở đây thì mình sẽ thấy cái xương của khách nè,
cái mình canh từ ở trên canh xuống. Không dũa xếp cái móng tay phụ này. Đúng nha. Lâu quá rồi không không like chắc mất tương tác với mọi người quá. Bắt đầu từ hôm nay thì chuẩn bị em bột em sẽ ra mắt cho anh chị về sản phẩm bột của em ha. Thì nói chung á, em thì em canh quen rồi đó anh chị. Thì em đặt vô thì nó thẳng. Nhưng mà hôm bữa em training quanh on quanh á, thì em thấy là người ta bị cái lỗi gắn thiếp rất là nhiều. Giống như kiểu người ta sẽ bị lỗi cái ngón này nhiều nhất nè. Cái ngón này nhiều nhất. Đó thì thường thường cái ngón này á nó sẽ bị méo qua bên phải. Ví dụ như cái tay trái của người ta thì nó bị méo qua bên phải chút xíu nè. Anh chị thấy không? Đó, anh chị thấy nó bẻ qua bên phải chút không? Thì mình cầm làm sao mà từ ở trên cái mình cầm thiếp như thế này, mình đo từ ở trên xuống. Mình nhìn, đó. Là anh chị thấy để đây nè. Đó là nó thẳng. Còn nếu mà anh chị gắn theo cái thiếp của người ta, anh chị để vậy nè, anh chị gắn vậy thì nó đâm ra nó bị méo. Thôi mình cầm từ trên xuống. Chăm la đi anh ơi. Thank you. Dạ, chắc đợt này em chăm like hơn, chuẩn bị ra bột nên là có thể em chăm like hơn nha. Đó, gắn cái thiếp này thì nó rất là chuẩn nha anh chị nha. Gắn cái thiếp dài này thì nếu mà mình canh vậy thì nó rất là chuẩn. Đó, chị thấy ha. Tay này gắn cửa được không? Bị đi chỗ khác ra. Đây làm ăn mà vô mình chập quá chập vậy. Sư phụ ơi, em order 3 cây cọ bột số 16. Ok, tối qua lấy nha. Tối qua lấy. Tối thì tối qua lấy nha. Ok, thì mình cứ canh vậy đó anh chị. Mình canh thẳng từ trên xuống ha. Mình đưa vậy nè, đây, như thế này. Mình nhớ là để hở một cái số này ra. Hở cái số ra để mình canh ha. Tại vì nếu mà anh chị mất cái số này, anh chị không có thấy được cái đầu của nó. Anh chị chỉ nghĩ là ở đây gắn đều là được ha. Không, anh chị hở cái số ra một chút xíu như thế này. Đây anh chị canh nè. Đó, anh chị canh từ đây. Thẳng với cái xương ở trên này. Thẳng cái xương khớp ở trên ha. Anh chị để xuống này nè. Đó, anh chị đưa xuống, anh chị gắn vô. Thì hôm bữa em training quanh thì em thấy là cái trường hợp của học trò em nó bị gắn thiếp, nó hơi bị lệch. Tại vì cái mắt của mình nhìn á, nó chưa được quen á. Còn như em thì em làm quen rồi thì khác. Tối qua lấy nha. 3 cộng 16 bấm không vậy? Bấm không em? Bấm thì để tí nữa về anh bấm luôn cho. Cái này thì hơi bự nè. Mà không sao nè. Quốc đi, tí nữa mình vừa vô sau ha. Mình nhìn quen rồi á anh chị thì nó sẽ khác nha. Mình nhìn quen thì nó sẽ khác. Đây, ví dụ như những cái cuticle như thế này nè, anh chị sẽ thấy nó không có được đều. Đó, nó không có được đều ha, nó không có được thẳng. Thì lúc mà anh chị gắt đắp bột á, anh chị sẽ giống như kiểu mắt mình nhìn quen á, mình không có đắp được đều, nên là anh chị nhớ lấy cái tay anh chị đẩy lên nhẹ nhẹ lên chút xíu nha. Đẩy lên cho nó đều cái cuticle á, cho tí nữa mình đắp bột á cho nó không có bị méo. Đó. Thì cái này thì mình cắt cái da nó một chút xíu nè. Đó, như thế này. Đây, thì mình coi thử coi cái ngón nào mà cái cuticle nó không có được thẳng á, không có được tròn đẹp á, thì mình đẩy nó lên chút xíu. Tại vì khi mà tí nữa anh chị đắp bột á mà nó méo cái cuticle nhìn nó xấu lắm, nhìn nó bị méo ha. Đó, vậy nha. Xong, thì cái móng này thì mình làm hơi dài, nên là mình sẽ cắt cái phần thiếp một chút xíu thôi. You like long, right? You like long? Mình sẽ cắt cái thiếp nó chút xíu thôi. Đó, cái phần số này ha anh chị ha. Mình sẽ đo lại. Thường thường á, mấy cái ngón này á, tại vì anh chị thấy nè, khi mà cái nail bed của người ta nó ngắn á, cái ngón này, ví dụ như mình cắt cùng size ha, nhưng mà anh chị đo nè, anh chị thấy nè, nó dài hơn chút nè, tại vì cái nail bed này nó dài hơn, nên là mình phải cắt nó đi. Nha anh chị nha. Nhớ cái đó. Short little bit. I found them shape for you. Okay. Hello anh chị có thấy rõ không ạ? Anh chị có thấy rõ không? Thì lúc nào mình cắt ra nó cùng size với nhau ha anh chị ha, nhưng mà tại vì mình cắt rồi mình phải đo lại, tại vì cái nail bed của khách á nó không có giống nhau, nên là mình phải đo lại ha. Này khách này thì em làm nó hơi ngợp một chút xíu mà tại vì quá hớp rồi. Khách này em làm thì mắt mũi thì nói chung là không có để ý lắm. Mắt mũi không được để ý lắm. Đấy, em chọc anh chị chơi cho vui thôi ha, chứ không có gì. Ủa Huy, về tới Việt Nam chưa mày? Về tới Việt Nam chưa? Để anh xem phải vô.
đồng quần. Cái dũa cây của em cũng ngon lắm nhưng mà em hết rồi, em bán hết rồi, bán hết lâu rồi. Cái món tiếp này á, được một cái anh chị thấy nè, ví dụ như nó không đều á, anh chị thấy nè, ở bên đây nó bị bầu ra một chút xíu nè ha, thì mình có thể bẻ ra cái món tiếp ra một chút xíu nè đó, anh chị có thể bẻ ra, anh chị có thể bóp ở dưới nó cho nó bè ra một chút xíu ha. Như cái này nè, anh chị thấy không, nó cùng size nhưng mà cái đầu của nó là nó bự hơn, nên là mình có thể bóp ra một chút xíu hoặc là mình bóp nhỏ vô một chút xíu đều được ha. Đó, đây là cái tiếp. Em sẽ hướng dẫn cho cái cách đắp bột của em nha. Đây nè, anh chị thấy cái móng này nè ha, nó bị thiếu nè. Tí nữa mình sẽ build cái phần này ra nha anh chị nha. Mình không build thì nó sẽ bị méo. Ok. Hello hello. Trời ơi, cái móng này chưa dũa mà bị chảy máu rồi nè. Nãy chắc đẩy lên quá đó. Chị nhớ nha, tí nữa không phải là em đâu. Nó giỡn cho em đẩy nó lên quá đó anh chị. Nãy em cắt da đó, em đẩy nó lên hơi lố. Không sao đâu. Ok. Rồi. Đây là cái cọ bột của bên em ha. Rất là đẹp nha anh chị nha. Shape rất là đẹp. Cái này thì em chỉ cần bấm một lần thôi là nó ra shape sẵn luôn. Anh chị ha, cái này em bấm một lần là nó ra shape sẵn luôn. Thì anh chị thấy cái logo này anh chị biết rồi. Đó. Cọ rất là good nha. Cọ này cọ 18 nhưng mà nó thon lắm anh chị ha. Nó không có bị mềm mà nó cũng cứng, nó cũng ok lắm. Nói chung là cọ này đắp rất là ok nha. Đó, thì em quảng cáo cho anh chị nào có mua thì ủng hộ em nha. Cho quảng cáo chút đi mà. Căng quá. Hello Thanh, khỏe không? Cái này là nó hơi ấy nè. Mình bỏ pha mờ mình sợ nó bị rác. You heard? No? Good. Ok. Hôm nay em sẽ cho anh chị thấy cái bột JN của bên em nha. Cái này thì em tự pha, tự mix, tự bán luôn. Nên là nên là rất là chuẩn để cho anh chị làm on-ray nha. Ok, lâu quá rồi em không like thì nó sẽ bị mất tương tác. Ê, da da, khỏe anh ơi. Có thằng em nó cười lắm anh chị, có thằng em nó mình tặng nó cây cọ, nó không dám dùng luôn. Nó không dám đắp luôn, nó sợ hư, nó để nó cắt luôn. Đầu dũa cũng vậy.